Hơn 9 giờ ngày 18 tháng 11, Công an thành phố Thủ Đức vẫn đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng điều tra vụ án mạng trên địa bàn phường Linh Xuân, khiến một người chết và một người bị thương. Trước đó, tối ngày 17 tháng 11, người dân sinh sống ở đường số 6, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, nhìn thấy một thanh niên đi xe máy rồi té ngã xuống đường, kiểm tra thì nạn nhân đã tử vong. Cùng lúc này, người dân phát hiện một thanh niên khác bị thương trong dãy nhà trọ cách hiện trường trên vài trăm mét, rồi đưa cấp cứu. Công an có mặt khám nghiệm, xác định nạn nhân tử vong là Phạm Văn Hắc, sinh năm 1996, ngụ tỉnh Quảng Bình, trú thành phố Thủ Đức. Trên người nạn nhân có nhiều vết đâm. Riêng người bị thương được xác định là Phạm Tiến Dê, sinh năm 1996, ngụ tỉnh Quảng Bình, trú thành phố Thủ Đức. Bước đầu, công an xác định nguyên nhân là do mâu thuẫn ăn nhậu. Nghi can gây án được xác định tên là Quy.